Anh em chờ tí tôi làm cái kèo rồi tôi vào stream anh em nha. Anh em chờ tôi tí. Ừ. Kèo này lột cái gì đây? Anh em chờ tôi 2 tí anh em nha. Kẹo này nó lạ quá, tôi không biết lột như thế nào anh em mà. Anh em chờ tôi 2 tí anh em nha. Cái quái nào cái này? Chỗ này. À đây, xé đây, xé đây, xé đây. Anh em chờ tôi 3 tí anh em nha. Kẹo khó xé vách cái đai ra. Cái gì thế này? Ơ kìa, 80 năm cầm cu đứng đái không xé được viên kẹo à? What the fuck? Cứ ngắt cái này. Anh em chờ tôi tí nữa anh em nha. Quái nào kẹo ăn được cục kẹo xong rồi tốn hết cái 10 năm tuổi thọ à? Em chờ tí nha, em chờ tí nha. Ừ, chờ tí nha để tôi ăn xong cái kẹo đó anh em ạ. À. Lột không được luôn anh em, dính đầy tay luôn. Kẹo dính răng quá. Alo, 123 má, 123 má, tét mất, alo, alo, 123456789 bùi đầm già xùy heo, chặt heo túi của bà được thông, alo, 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 tét mất, alo, alo. Thấy anh em cho tôi hỏi phát là tiếng mít nó có rè không anh em? Tiếng mít tiếng mũng nó có rè không anh em? Nó có rè không anh em? Cho hỏi phát là tiếng mít tiếng mũng nó có rè không anh em? Nó đang ngọt ngào chưa? Tôi làm cục kẹo cho nó ngọt ngào anh em. Anh em nghe tiếng tôi nó có ngọt ngào chưa? Nó có ngọt liệm như mí lùi chưa anh em? Có ngọt liệm như là gọi là cái lời say đắm của anh em dành cho gọi là cà rốt chưa anh em? Có nước nồi lên láng cho nên có băng tung lum chưa, có nuột nà cho nên có nuột nà chưa. Thế xin phép anh em sau khi làm xong cục kẹo tôi làm ngụm nước anh em nha, nó dính hết vào cổ họng tôi rồi anh em chờ tí nha. Ôi sồi, ôi sồi, không gì bằng anh em mà vào đầu buổi sờ chim làm cục kẹo nãy giờ quên vào game. Anh em chờ tí tôi vào game nha. Vâng, đáng lẽ là bây giờ chúng ta vào chúng ta chơi luôn rồi đấy. Ừ. Nhưng mà tôi vì ăn kẹo với lại uống nước anh em mà cho nên là chúng ta quên vào game. Thôi thế thì về cơ bản là tranh thủ cái lúc mà chờ game vào thì chúng ta cùng nhau nha. Trò chuyện lại về tập trước thôi nhá. Thế thì về cơ bản là ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với lại con game No Man's Sky thôi anh em. Hello anh em. Hello anh em. Anh em Vi Phạm nhá, hello anh em Dực Duy nhá, hello chị em Thi nhá. Hello anh em. Hello anh em Khuê Mai nhá. Cho thỏ là Khuê Mai là anh em là chị em đấy. Thôi thế thì về các bạn là hôm trước thì đâu đấy tôi chả nhớ làm được cái gì anh em ạ. Ờ đúng rồi, sau khi mà chúng ta đã gọi là nắm trong tay con tàu S anh em nha, con tàu gọi là Sentinel Class S đầu tiên anh em ạ, và có thể là không phải là cuối cùng anh em nha, tại vì tôi có khả năng là tôi kiếm được vài triệu chiếc là chuyện bình thường. Nếu mà tôi chịu khó anh em mà tôi ngồi tôi kiếm chắc chắn được vài triệu chiếc ngay, cũng Class S luôn anh em nha, nhiều khi là cùng một loại tàu để tôi không kiếm được anh em nha. Nhưng mà hôm trước thì chúng ta sau khi đã kiếm được xong thì tôi hơi vô tri. Anh em vừa bảo tôi là có thể là đi tìm tàu theo một cách khác, mỗi cách mà tôi có cảm giác anh em mà nó phức tạp vãi cái đái ra nhá, nó rất phức tạp anh em ạ. Tôi làm nó không được như là cái lần cái gọi là cái cách mà đi tìm hành tinh hệ hành tinh Dissonance, nhưng mà thôi tôi cũng làm theo anh em, tới quá là tôi vô chi cả buổi anh em ạ. Thôi thì hôm trước là chúng ta vừa đi nâng cấp con tàu S này, vừa đi gọi là cho con tàu S nó có những cái gọi là những cái thứ mà đáng lẽ là trước đây đã có rồi. Nhưng mà anh em vẫn chưa chịu là con tàu S là nó là cái con em tôi không nhớ không hồi đấy tôi đặt tên là Gatak nha. Con tên đặt tên là Gatak anh em ạ, có anh em bảo tôi đặt tên là Gatak. Đấy, thành ra tôi đặt tên xong, tôi mới định là đi nâng cấp con Gatak lên. Nhưng mà anh em bảo là con đấy xấu quá, xấu vắt cái đai ra xấu không thở được anh em ạ, thành ra là tôi mới bắt đầu là tôi cũng mong muốn anh em nha, cũng gọi là người chơi hệ cống hiến anh em mà cống hiến cho anh em spam là tôi đi kiếm tàu mới. Nhưng mà cách kiếm tàu mới thì nó hơi nhiều khê anh em, thực sự là mà nó hơi nhiều khê và tôi đi nó hơi vô tri. Anh ơi cái vụ tìm hôm bữa là nó có tỷ lệ nha, à không hiểu sao quét một lần là ra luôn à. Vâng ừ thôi thế chúng ta bỏ cái vụ đấy đi anh em nhé, chứ tôi thấy nó vô tri vãi chưởng anh em ạ. Thật ra thì anh em kiếm được tức là có khả năng, nhưng mà đối với cái sự vô tri của tôi anh em nhé và cái sự chỉ dẫn của anh em, tuy là anh em tường tận đấy nhưng mà tín hiệu nó gửi về không kịp để nó dịch cái gọi là cái câu chữ anh em ra đối với tôi anh em ạ.
Thành ra là tôi cảm giác như nó hơi bay bổng anh em nha. Nó hơi bay bổng. Hello anh em Khôi Huỳnh nhá, luôn em. Cho nên là thành ra là hôm nay chúng ta sẽ đi, nếu mà anh em chưa chịu được cái con gà tắc ấy, thì hôm nay chúng ta sẽ đi một lần nữa anh em nhá. Tôi sẽ đi tìm một con tàu nào khác cho nó gọi nó vừa mắt anh em, cho nó gọi nó đẹp, cho nó đâu vào đấy nhất nhá, nó ok nhất để mà chúng ta gọi là chúng ta nâng cấp tất cả mọi thứ, chúng ta nâng cấp toàn bộ anh em ạ. À, con này thì nói chung là tôi vẫn chưa nâng cấp full, nó vẫn còn khá là nhiều cái slot, nhưng mà tôi không dám mở ra thêm vì sợ mở ra thêm phí anh em, là không muốn xài về sau tôi lại phân rã tàu đi rồi nó lại mất cái này mất cái kia anh em, mà nó không hay đấy. Thành ra là tôi cũng chưa tôi đang chơi từ game No Man's Sky nên chị em thấy đầu buổi stream vào rồi mà chị em có xem đấy. Tôi chết thôi, chị em vào đây chị em lo mãi mê nghe cái giọng nói của tôi anh em, mà không để ý được là tôi nói cái gì luôn, không quan tâm được là cái con game nó đang chạy cái chữ gì trên màn hình luôn anh em, mà chết đấy, chết tôi anh em ạ. Khổ quá, giọng nói ngọt ngào đục ngà như thế thôi chứ không biết như nào lần anh em ạ. Đi tìm tàu mẹ Renator à, ở đâu Renator, do chủng tộc gì đó, và chủng tộc gì đó là chủng tộc gì đó, là nó là chủng tộc gì đó anh em, chủng tộc gì đó nằm ở giữa mấy con tàu mẹ này to nhất vũ trụ anh em mà, nhưng mà chủng tộc gì đó là chủng tộc gì đó, chủng tộc gì đó là chủng tộc gì đó. Thôi ok, thế thì về các bạn là hôm trước tôi cũng xà quần chỗ này kiếm báu vật anh em ạ, nhưng mà kiếm được nên thành ra thôi. Hôm nay thì nhá, tôi sẽ chiều anh em nốt file lần cuối năm nhá, chiều em nốt đêm nay nhá, nốt chiều em đêm nay, cho nên là tôi gọi là tôi sẽ đi làm anh em ạ, chứ để không chiều anh em nhiều quá anh em hư phải không, tôi chiều em quá cái hư phải không. À thôi em thích là được anh em, đi luôn nhá. Đây con gà tắc đây, con này thì tôi hôm trước có anh em bảo tôi đặt tên như thế này là đặt tên theo luôn anh em ạ. Thành ra là bây giờ ta đi luôn em nhá. Đây, class S, vẫn là class S thôi. Vẫn có khá là nhiều cái gọi là cái đồ nâng cấp. Tôi cũng phải kiếm nâng cấp thêm cái exo suit này. Thành ra là chúng ta đi sang những cái hành tinh khác nhau ấy để tôi đi kiếm thêm mấy cái space station để mà chúng ta nâng cấp cái bộ exo suit của tôi lên, nó cũng là một cái gọi là một cái nhu cầu anh em ạ. Chúng ta đã tìm được con tàu rồi. Thì bây giờ chúng ta phải nâng cấp con tàu cho nó vừa đúng cái ý mình. Nâng cấp con tàu xong tao phải nâng cấp thêm giá trị bản thân nữa em nha. Nói chung là mọi thứ nó phải vừa đúng ý tôi thì nó gọi là nó mới ok được anh em ạ. Thôi đi thôi, đi qua cái space station này tôi vào đây tôi mua đồ coi có cái gì không nha. Con game này bây giờ thì chúng ta chỉ có chơi theo kiểu là tôi khám phá tất cả mọi thứ mà có thể khám phá trong con game này. Chứ còn tập này thì có gì đấy, lại cái gì đấy, có cái gì đấy, cái gì tôi mới nhận tín hiệu gì đấy. Ui, đang bay gặp bão anh em ạ. Tôi đã, cái gì đây, ủa toàn tàu mẹ mà bị gọi là mấy hành tinh này kiểu làm sao ấy anh em ạ. Toàn tàu mẹ bắn hạng ở đây ạ. Tôi còn bay vào trong chỗ bão nữa chứ. Thôi cứ bay thôi. Tính ra là về cơ bản là những cái side quest anh em, những cái nhiệm vụ phụ ấy là tôi có cả đống luôn. Nhưng mà tôi anh em cứ bắt tôi đi tìm tàu là tôi cứ gọi là người chơi cống hiến anh em nha. Viewer cống hiến cho lụa lộn. Streamer cống hiến cho viewer. Anh em cứ kêu là tôi đi thôi. Thành ra là tôi cũng chưa chơi được những cái nhiệm vụ phụ, chưa chơi được những nhiệm vụ liên quan đến cốt truyện nhiều anh em ạ. Nên thành ra là hôm nay chúng ta sẽ đi tìm tàu. Sau mà nếu tôi còn rảnh thì chúng ta sẽ tham quan thám hiểm với anh em nha. Bây giờ cứ vào như này đi, là đi tìm một chiếc tàu nhá. Tôi còn cái tàu mẹ này, còn cả robot này, còn rất là nhiều thứ. Thành ra là cứ vào tìm một chiếc tàu, rồi sau đấy là cứ đi làm những nhiệm vụ xung quanh, cứ đi ba láp ba xàm, đi vô tri tí, nó phát hiện được nhiều cái mới hay ho hơn anh em ạ. Như là đi gặp anh Artemis thì cũng ra hồi đấy thì tôi nhớ là chúng ta cũng phải đi bolo bala, đi vô tri hồi mới ra được cái anomaly chứ. Chứ anh em có chỉ tôi đâu, anh em tàng vào anh em. Anh ơi rã tàu đi. Anh ơi đi tìm tàu hết đi. Nhưng mà tìm sao em không nói đâu, em không biết. Cho nên thành ra là chúng ta cũng phải kiên trì, chúng ta làm thêm những cái nhiệm vụ phụ anh em nhé. Tại vì nó sẽ mở ra chúng ta thêm nhiều cái gọi là cái tương lai hơn anh em nhé, trong game hơn anh em nhé. Thôi đi thôi. Chỗ này chắc tôi vô rồi hả. À chỗ này tôi vô rồi. Khu này mình vô rồi thế nó mới đầu chứ. Thôi thế thì bây giờ tôi đi luôn đi, đằng nào hôm trước tôi cũng sẵn sàng tôi đi rồi, hôm nay đi kiếm thêm tàu khác ở gọi là ở hành tinh Dissonance khác anh em nha. Bây giờ mình đi kiếm tàu dễ thôi, chúng ta cứ canh hệ sao chúng ta đi hồi đấy, cứ canh vào cái màu anh em ạ. Hành tinh màu xanh ra chả được cái đấy, nước nồi bực không có chịu được đấy. Tôi cũng có cả đi qua cả hố đen này này, có cả những cái nhiệm vụ qua hố đen này này đấy, nhiệm vụ hố đen rồi nhiệm vụ phụ đây, có cái anh nào yêu cầu cái sự trợ giúp gì đây này đấy, rất là nhiều cái luôn anh em ạ. Còn cả Dissonance nữa này, anh này hệ sao cũng hai sao ít đâu. Từ anh em ạ, như động cơ của tôi không có nhiên liệu rồi, chúng ta không boost được rồi anh em ạ. Chết rồi,
Vì một lý do đấy, động cơ hết hết nhiên liệu anh em ạ. Tôi chết. Tôi đi rồi. Tôi đi rồi. Từ từ đã. Nhưng mà chúng ta đâu đang ở khu vực Dissonance đâu mà tôi kiếm mà được cái Raiden Shark. Cái gì đấy? Tôi chết rồi. Làm gì có. Tôi chết là làm gì có nguyên liệu đâu mà bây giờ cho bún. Từ từ nào. Cái gì đấy? Tôi chết rồi. Hết nhiên liệu thôi. Cái này là cần cái gì đây? Radiant Shark tôi không có cái này. Tôi đi rồi. Từ từ, cái Grab Cell này mình làm được nha. Cái Grab Cell tôi chế được. Từ từ đã, bình tĩnh nha. Bình tĩnh, tự tin không cây cú này. Antimatter Housing. Rồi xong, không làm luôn. Không xong rồi. Cái này là cần Antimatter với Antimatter Housing. Từ từ đã. Anh không nói có lý đấy. Để tôi vào tôi mua tôi coi có không. Ui dồi, cái gì đây. Ấy, anh em có dụ tôi làm cái gì đâu không thôi. Rất buồn anh em ạ. Bây giờ tôi vào thử coi là nó có bán không hay chứ. Thường tôi nhớ là nó không có bán đâu. Tôi quá đang bay giữa chừng hết 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 nhiên liệu động cơ ạ. Khổ vách cái đai này. Hello anh em Quốc Phú nha, luôn em. Hello anh em Anh Trà Thái nhé, luôn em. Vô lại cái đã. Nghi không bán là sao anh em? Nghi không bán là sao anh em? Nó nói gì đây? Qua đó rồi dùng quét luôn đi anh nè. Ừ. Tôi vẫn còn trên người mấy cái chạc hôm bữa giờ anh em ạ. Thành ra là hôm bữa tôi mua anh em ạ. Thành ra là bây giờ chúng ta đi là chúng ta quét luôn cũng được. Cho nên tôi vào lộn bên rồi. Vào lộn bên rồi anh em ạ. Để qua bên đây cái. Tính ra để tôi nhớ này. Mua module là qua bên phải. Đi mua bán đồ là qua bên trái. Nhớ thế. Phải nhớ thế anh em nha. Phải nhớ thế, không đi toàn nhầm thế này. Không mà tính ra bây giờ tôi tele về nhà. Xong rồi tôi lấy cái mớ Radiant Shark ở trong nhà tôi ra cũng được. Còn không thì tôi cứ tele về mấy cái khu mà có Radiant Shark gần gần ấy. Tôi nhớ là hồi đấy tôi cũng có đi mấy cái Space Station có Radiant Shark anh em ạ. Vâng, nó chả bán đâu anh em. Tôi nhìn là tôi biết mà. Không hề luôn. Ừ. Không hề có bán một chút nào luôn anh em ạ. Tôi xong rồi. Thôi. Thế thì vẫn chơi được, vẫn chơi tốt hết nha, vẫn chơi tốt hết. Để tôi tele qua mấy khu mấy hệ tính Dissonance cái. Tôi không lưu lại anh em mà thành ra là tôi lại không nhớ. Ủa, cảm ơn em Anh Trà Thái và donate tôi 10k qua nền tảng Super Chat nha. Cảm ơn em. Hello anh em Bình nhá, luôn em. Cái gì nhà tôi đang suy nghĩ hai ba chuyện một lần anh em donate phát tôi tín hiệu vũ trụ hơi loãng anh em mà tôi. Cảm ơn em Anh Trà Thái và donate tôi 10k qua nền tảng Super Chat nhá. Cảm ơn em. Hôm nào vào anh em cũng làm tí như này ấm anh em ạ, ấm no nhá, ấm no muôn phần. Ui trời ơi. Để xem nào. Cảm ơn em Anh Trà Thái một lần nữa nha. Cảm ơn em rất là nhiều nha. Mấy ngày nay ăn mì nhiều quá anh em mà thành ra mụn nó cũng hơi lên. Rồi để tôi tích góp dần dần anh em mà mỗi hôm anh em Anh Trà Thái donate 10.000 tích chừng 2-3 hôm. Cái tôi kiếm món khác tôi ăn anh em mà ra làm bữa cơm bình dân, cơm khổ qua wow, đấy cho nó mát người nha. Mùa này đang mùa nóng mà tôi cứ gọi là tôi cứ liên tỏi. Hình như tôi nhớ là cái khu mà Space Station của cái bọn ở ngoài phòng pháp luật nó nằm trong hệ anh tới Dissonance đúng không ta? Nếu tôi nhớ không nhầm, đi thử đi. Còn đâu có giết mình đâu. Ủa, à không qua được à? Đây là còn không qua được, thế nó mới đau chứ. Bên đây thì có thể này, có thể có này. Tôi không nhớ khu nào là khu Space Station mà hệ Dissonance cơ. Tôi đi đại đi, từ cũng ra. Tôi nhớ là cái bọn Viking thường là khả năng là cao là có đấy. Đi thử anh em nha. Anh luôn em bảo nha luôn em. Còn nhớ tôi không đấy anh em thông cảm tôi, tên tôi lâu tôi còn quên anh em ạ nha. Tên tôi lâu tôi còn quên anh em ạ. Anh em lâu lâu anh em mới vào hỏi tôi nhớ hay không thì đôi khi là anh em cũng biết rồi. Nếu mà anh em coi tôi lâu rồi đấy thì anh em cũng biết rồi. Tôi cứ gọi là cứ tân 5 giây thôi anh em ạ nha. Không phải là vì lý do ngẫu nhiên mà tôi được gọi là tân 5 giây đâu. Nó có căng cả đấy. Thành ra anh em thông cảm giúp tôi nha. Tên tôi lâu tôi còn quên. Lâu lâu tôi đi giới thiệu bản thân tôi còn sực nhớ ra tên mình là gì anh em ạ. Thành ra là nhiều khi anh em lâu quá không vào xem thì tôi chỉ có được cái buồn thôi anh em ạ nhá. Sờ chim mơ thì mốc đít ra anh em ạ nhá. Tối ngày ngồi mòn đít ở đây anh em, ngồi chỉ luôn sờ chim cho anh em xem. Anh em lâu lâu vào xem anh em ạ, tôi rất buồn. Còn hỏi nhớ tôi không chứ. Nhớ tôi không tức là không nhớ gì về tôi đâu anh em ạ. Không biết là tôi tân 5 giây hay là tân 10 giây hay là tân 30 phút hay là tân tiếng đồng hồ hay là như thế nào đâu anh em ạ. Vào hỏi anh nhớ em không, thế nó mới đau. Buồn anh em, buồn. Rất buồn anh em nhá, rất buồn. Sờ chim mơ thì mòn đít. Hôm nào cũng phải tụt quần sờ chim. Ok. Hôm nào cũng phải mở máy lên sờ chim. Viewer ơi, anh nhớ em không? Thế nó mới buồn. Không có luôn rồi. Bọn này chả bán đâu anh em ạ. Từ đã.
Tôi bay ra ngoài tôi coi cái hệ tôi phải là hệ dissonance không, chứ cái keo này hơi hơi nhức đầu anh em ạ. Này làm ơn là phước là dissonance nhá. Cái bọn Viking thường thường dissonance đấy. Tao còn có cái động cơ tao bay về chứ. Tính ra mình chạy về nhà nãy giờ là mình nạp xong động cơ đấy anh em ạ, nhưng mà tôi bị nhá, tôi bị giẫm khô anh em ạ. Tôi bị vô tri nhá. Unknown Moon. Hành tinh này có mặt trăng. Xem nào. Nào, cho tao xem một cái gọi là một cái dissonance để nào, làm ơn là phước. Ai Sentinel Activity khả năng cao là có nha. Ai Sentinel Activity khả năng cao là có đấy. Tôi không nhớ rồi, cái này như là cái vô tri đây. Cái này như là cái hệ hành tinh mà tôi bay sang xong mà tôi không có gặp mà không có gặp tín hiệu ấy đây. Quét lại lần nữa anh em nha. Cái này phải biết rồi chứ, thế quái nào nó lại bảo là unknown rồi, thế quái nào. Lạ lùng em hỡi. Sao nào? Cái này có phải gần nè. Cái nào không scan này? Cobanamonia. Có thể thế quái nào nhỉ? Gì vậy? Hành tinh bị gì vậy? Cái này thì 2 Sentinel Activity. Ở đây còn một cái đây. Hy vọng là cái này anh em nha. Hy vọng là cái này. Bay qua đây tôi coi có không. Hello anh em Rohan nhá, hello anh em. Đấy, sao lâu tôi cứ gặp được một cái tín hiệu gì đấy nhờ. Ui dồi, lại mấy anh bán buôn rồi, lại mấy anh bán hàng đa cấp rồi. Đây. Lại mấy anh bán hàng đa cấp ạ. Anh làm sao? Anh như thế nào? Anh bán hàng đa cấp không? Ui dồi, anh còn nói tiếng Thái Lan nữa, thế thì thôi em hiểu thế nào được. Đây anh này bán hàng đa cấp đây. Coi bán có cái gì hay ho không? Anh bán có cái gì ngon không anh? Có bán ba cái đồ tôi đem làm quà tặng rồi này. Hình như nếu tôi đoán không nhầm anh em ạ, tôi đi đem mấy cái đồ đi tôi làm quà tặng cho cái bọn Viking hoặc là bọn Geth hoặc là bọn Kovac thì chúng ta cũng được thêm cái sự tín nhiệm đấy. Và cũng được nhiều cái khá là ngon. Nếu tôi đoán không nhầm là hành tinh này đây. Tại vì trước giờ mình có qua hành tinh nào mình không quét đâu mà sao bây giờ nó lại bắt quét lại. Ok. Có à. Cái này cái cuối nhá. Ủa tàu mẹ quá trời. Xem nào. Cái này là Moon đây. À đây, đấy tôi biết ngay mà. Kiểu gì cũng có. Em chờ tí nhá. Khổ thân anh em. Tặng 10k cho ổng là ổng chào à. Ôi xổi cái gì chứ, cái đấy thôi anh em, ảnh nổi nguyên một cái dòng màu xanh lên luôn cái tôi. Chỉ có mù tôi mới không thấy thôi chứ còn. Nhá anh em nhá, nhá. Anh em nào mà chúng ta vào mà nhiều khi mà chúng ta thấy là tôi hơi vô tri anh em ạ. Tín hiệu nó gửi vũ trụ về hơi không kịp ấy. Ôi xổi bay ngược. Ui bay ngược. Nhá, anh em cứ làm nhẹ phát anh em ạ. Nó nhảy cái chữ 10k lên hoặc là player duo nó tinh tinh lên phát anh em, nó ra mê tê của Dasai phát. Tự động anh em được chào ngay. Tự động anh em được chào ngay, rất nhanh thôi. Tí anh quét nó ra cái bệ gần giống cái bệ mà tạo bộ não cho mấy con tàu ấy thì có thể dùng à. Ừ anh em ạ, hôm trước tôi cũng đi cũng giống vậy đấy. Ở đây. Nãy khu này trông quen anh em nhỉ, khu này cũng khu trông lạ lạ nhỉ. Hình như là cái hệ hành tinh này tôi có xuống rồi. Nhưng mà tôi quét không ra tàu, ra là tôi cút hay sao ấy. Nó lạ lắm. Nó lạ cực kỳ nhá. Này là cái gì? Uranium thì không cần, mình có nhiều rồi. Ở đây có mấy con cua đây. Ở đây có mấy con cua bay trong ảo ảo nào ấy. Thôi. Đi kiếm Raiden Shark thôi này mà. Có mấy cây này. Hành tinh này là hành tinh nhiễm phóng xạ đây. Từ từ đã. Đây, ở đây có một cái có một cái Radiant Shark đây. Khổ thân đang bay giữa chừng hết nguyên liệu. Khốn khổ khốn nạn thiệt chứ. Nào, ui lộn súng. Đào luôn em nhá. Cái Radiant Shark này về sau tôi cần rất nhiều này. Thành ra để mai mốt. Mai mốt đi. Không, có thể là hôm nay đi. Hôm nào tôi gọi là tôi rảnh rảnh, tôi gọi là tôi buồn buồn anh em ạ. Chúng ta tạo luôn một cái bay trên một hệ hành tinh nào đấy. Tôi thì quên mất là cái hệ hành tinh Wakanda ấy. Nó là cái hệ hành tinh tên gì và nó nằm ở đâu rồi anh em ạ. Thành ra là bây giờ tôi quay về cái Wakanda cũng không được. Chứ tôi khá thích cái hành tinh Wakanda, cái hành tinh Wakanda anh em ạ. Nhưng mà không, chắc chúng ta không biết rồi anh em, không biết được rồi. Thành ra là thôi. Bây giờ thì cứ gặp hệ hành tinh nào mà trông nó khỏe khỏe như này này. Như cái hành tinh này là khỏe này. Trông rất khỏe nhá. Trông rất là ok. Phóng xạ thì không nhiều, bão thì không thấy. Quang cảnh xung quanh nó cũng thoáng mát đẹp đẽ, nó không có quá chói mắt. Chim chóc bướm rồi nó bay tùm lum lạng như này này. Chứng tỏ là hành tinh này có thể có sự sống được. Chắc là tôi build luôn cái bay ngay đây nha. Mai mốt có gì cần anh em ở tele ra đây. Nha. Build luôn cái bay ngay đây đi.
có gì cần farm nana hay là có thể là cần như thế nào đấy nhá. Ở đây này mà, ở đây à, có thêm cả đồ này, ngon phết. Có thêm mấy con chó này. Lấy luôn mấy cái này nè em nha. Tôi thì bây giờ tôi cứ lạng quạng giữa vô chi với lại đi tìm tàu thôi nè. Hôm nay nói chung là cốt yếu là cũng đi cố gắng tìm cho ra con tàu nó ngon. Tính ra thì mình cũng không cần phải đi đi nhiều hành tinh lắm đâu. Để tôi gần đây nó có cái trụ luôn này. Tôi vào tôi múc luôn. Cái gì chứ cái vấn đề trụ chiếc đối với tôi bây giờ nó là cái vấn đề quen thuộc luôn anh em ạ nhá. Chúng ta gọi là chúng ta vút nhiều trụ quá rồi. Ở đây bây giờ gặp trụ cứ bắn nhanh giật lẹ rồi chạy. Rồi. Ok. Ủa bắn 600 mấy đam à. Thế thôi chứ. Ôi xôi Ecolocator luôn. Thôi cái này không. Quên mất anh em ạ. Ờ. Bây giờ có điềm hay không có điềm nha. Tôi đang tính bảo là bây giờ tôi cái này thì êm quá, có điềm hay không có điềm. Mà tôi quên mất anh em ạ. Sau khi chúng ta đã phát hiện được cái gọi là cái kỹ năng mà dù có điềm hay không thì chúng ta vẫn ngon được. Thế bây giờ thì cứ có Ecolocator tự động có tàu S thôi nha. Cứ có Ecolocator thì tự động có tàu S thôi. Quá gì phải lỗi. Gì ấy? Nào bắn tàu ấy. Đang đi bình thường nào bắn tôi nè mà. Mấy cái thằng tàu vô va vẫn. Mà có biết là tàu S không? Ôi. Gì ấy? Nàng nào này? Nàng nào bố đời này? À thế à? À từ từ. Nó dí tôi, nó bắn tôi nè mà. Hiểu rồi. Đó. Rồi. Mày đã gửi một lời mời. Được. Mày đã gửi một lời mời. Đó này anh em này. Tự nhiên có thằng nào đây mà này chắc hải tặc rồi. Còn không thì này chắc thợ săn. Không, tôi là thợ săn hải tặc mà. Là để chắc là hải tặc anh em ạ. Còn anh em mày chờ tí. Mày chờ tí. Bạn đã có lời mời thì mình cũng phải có lời đáp trả bạn nha. Lên. Đâu? Thằng nào bắn tao? Thằng nào bắn tao đâu rồi? Sao nào? Bạn đã có lời mời à? Bạn đã có lời mời à? Bỏ mục tiêu. Bạn đã có lời mời thì mình không có từ chối đâu. Mình không có từ chối đâu. Bạn đã có lời mời à? Ui, tự nhiên có bọn Sentinel ra nữa. Cái gì đây? Bắn nhau đi. Tầm này sợ cái gì? Nào. Để tôi đợi nó xuống. Tôi đang đi bình thường ở đây mà. Nó dí nó bắn tôi luôn. Này thì Sentinel. Ui, mình có súng laser mà tôi quên mất một súng laser nữa. Mà laser gì tầm này? Laser gì cái tầm này? Ui xổi, cả ba loại súng kết hợp anh em nhá. Ui xổi ôi. Bạn đã có lời mời nào, tiếp theo. Các bạn có lời mời thì mình có lời đáp trả chứ các bạn ở đây mà. Bắn luôn. Xảy cái này luôn. Xảy bay cái trụ luôn. Ui không xảy trụ được, xảy trụ được luôn nhá. Vẫn xảy đủ trụ được anh em ạ nhưng mà. À xảy trụ vẫn farm được luôn, ngon. Xảy trụ vẫn farm được anh em nhá. Nào. Các bạn có lời mời à? Các bạn có lời mời với mình sao? Ở đây. Bạn ở đây. Các bạn ở đây. Bắn nhau trên vũ trụ tao còn ngán. Tao còn chóng mặt. Chứ dăm ba cái. Bắn nhau dưới đất này. Thì tụi bay tới số rồi con à. Bay tới số rồi. Đây là những chiếc tàu được chế ra để bèm nhau nha. Nhá. Mà nó còn Class S nhá. Lượng này. Lượng này. Ui. Như chiến cơ siêu hạng Maverick anh em ạ. Ui xồi ôi. Ui đập đất anh em ạ. Nhẹ nha. Tiếp theo. Bắn đi. Tới chừng nào ra con tàu. Gọi là con tàu lớn đi. Lúc đấy tính nha. Lúc đấy chạy sau cũng được. Không phải lo. Tiếp theo. Bắn nhau cái đi. Bữa giờ nâng cấp tàu. Chưa bắn nhau được phát nào. Đang ngứa. Ui sổ cái này trừ giáp kinh nha. Cái bắn laser trừ giáp kinh phết đi. Nhưng mà bắn cái tầm nó không ngon em ạ. Cái tầm nó không ngon lắm. Bắn laser nó trùng kinh. Nhưng mà nó không ngon lắm. Tôi vẫn thích bắn bằng hai cái này hơn. Từ đã có cái laser này bắn nó không nhanh được cái này. Cảm giác bắn nó không nhanh được cái này. Cứ cho nó bắn mình. Cứ cho nó bắn mình. Có gì phải lo đâu. Nào. Laser cướp giáp. Ôi. Laser cướp giáp. Xây. Ây chuột. Bày kinh đấy. Ôi thanh niên này lái con đường tăng này anh em này. Ui xồi ôi. Đường của chả tăng. Nào bắn tiếp. Ôi bữa giờ có tàu ngon đang điên máu. Chưa thằng nào đã tỉ thí với tôi. Đang bực. Nào thấy mới có cái trụ ở đây. Tranh thủ đào trụ về lấy nanai luôn.
sợ bố con nào hả? Chăm ba cái thằng vớ va vớ vẩn. Đâu tàu đâu? Ôi tàu hết dám xuống rồi anh em ạ. Tàu hết dám xuống cả MR. Anh em nhá. Tàu hết dám xuống luôn rồi. Em coi kìa. Có thấy tàu đâu? Hoàn toàn không thấy tàu nữa anh em nhá. Ui xồi ôi dầm ba đây ơi. Hóa ra bây giờ mới tới à. Bây giờ mới tới à. Nào từ internship. Ôi cái gì đây? Thôi cái gì đây? Nào. Cái gì đây? Thôi. Ai đâu? Thôi. Nào. Cứu tôi. Đông lắm từ. Cái chợ đâu? Nào. Nó to vậy cái chuồng anh em mà nó vừa xuống vắt la da tùm lum luôn á. Chạy thôi. Ôi. Mày không cho vô à, đừng bảo nó không cho vô nhá. Ôi xổi mày quá. Nó vừa bắn nó vừa kéo tàu tôi giật ngược về anh em mà không bay tới được. Ôi xổi ơi. Hello anh em Cao Nguyễn nha, hello anh em. Ôi xổi ơi. Đen thôi, rất là đỏ anh em ạ. Rất là đỏ anh em nha. Không có chuyện đen đâu anh em ạ. Mà tự nhiên anh em thấy kỳ cục không? Tôi đang đi bộ rất sức nhẹ nhàng anh em ạ. Tự nhiên có thằng cha vô chú vá rồi bắn tôi. Xong tôi quay ngược tôi bắn nó, cái tự nhiên Sentinel dí. What the fuck? Cái gì kỳ cục? Nó kỳ khôi không? Rõ ràng không xảy cho thì thôi ra tàu lớn thì thôi em chạy. Gì đâu? Em dễ lắm nha. Cái gì chứ em chạy nhanh lắm anh ạ. À. Bắn nhau em bắn được mà chạy em chạy nhanh lắm. Không phải sợ anh em ạ. Mất có tí siêu và tỏe để chừng anh em nhìn thấy cái loạt đạn của nó chưa anh em? Anh em nhìn thấy cái loạt đạn của nó chưa? Tôi quẹo trái quẹo phải chạy lên chạy xuống anh em nha. Đi lùi tôi cũng dính đạn được đấy anh em ạ. À. Anh em kêu tôi ở lại trời ơi. Khích đẻo nó cũng vừa vừa thôi. Khích đẻo cái này là... cái này là... cái đâm binh đấy anh em nha. Dễ là cút lắm đấy, không phải đùa đâu. Thôi lỡ rồi vào đây đi chợ phát. Lâu quá không lên chỗ này. Vào đây làm tí chợ anh em ơi, đi chợ tí. Cái này cho scan đây. Cái này à, cái này tôi mua rồi. Cái này tôi đều mua hết rồi. Fuel usage này. Nanai tôi 3000 mấy. Giờ muốn xài cái gì thì xài. Muốn có cái gì thì có. Không phải lo. Cái này là động cơ à. Mua hết. Đụng gì mua đó. Hôm nay sờ chiên có vẻ hơi lag anh em nhỉ. Có vẻ hơi giật anh em nhỉ. Anh em xem sờ chiên có thấy mực không anh em? Nãy giờ thấy anh OBS anh nháy lên nháy xuống điên loạn luôn anh em. Anh nháy lên nháy xuống điên loạn mà luôn. Tôi cũng tranh thủ tôi mở luôn chiếc xe ở đấy. Để mai mốt tôi du hành anh em ạ. Tôi đi qua mấy khu hành tinh Dissonance. Tôi cũng đi cày Raiden Shark. Lâu lâu lên check coi súng này súng gì có ngon hay không. Thôi nào. Súng xe. Bây giờ anh còn bán ba cái súng xe. Chồng chán không có chịu được. Bán cái súng là ngon ngon cái nhất súng A chứ. Bây giờ bán ba cái súng xe thì giá ra làm sao. Rồi cái này là ok rồi. Này chả có gì rồi. Bây giờ nói chung súng ống là mình ok rồi. Nên mà mini tool trên đây tôi chả cần. Bây giờ chủ yếu là tôi đi mua thêm mấy cái đây. Nâng cấp thêm ESO suit đây. Đây, ta nâng cấp thêm slot ESO suit anh em nha. Tôi cần phải mở thêm cái này này. Tại vì mình còn vài cái module nữa. Tôi còn khá nhiều module đấy. Anh có bán thêm cái đồ NS không em? Anh em anh. Không, chả bán gì S cả. Oxygen Rerouting nữa. À, cái này cho tôi thở thêm được phát cuối anh em ạ. Ừ. Trời ơi, đọc nghe tưởng hay lắm. Cái này cho tôi thở được phát cuối. Còn cái này là cái đồ dịch đây này. Cái này mỗi lần mình nói chuyện với mấy anh người ngoài hành tinh, mấy anh nói tiếng Thái Lan anh em. Sau qua đi khạp vào đấy thì tôi học được 2-3 chữ lần. Cái này đọc được chữ lần. Cái này học được 2 chữ lần. Cái này học được 3 chữ lần. Phải mua dành để dành dần anh em. Mới mốt nâng cấp giá trị bản thân anh em nha. Chú có một tia gần nửa siêu ư anh em.
Tôi chưa quan tâm đến mức độ là bao nhiêu siêu đâu anh em nha. Tôi chỉ cần thấy nó hiện ra mà thấy đạn nó bù kín mặt tôi anh em mà tôi gọi là xúc quần rồi. Thiệt. Tôi vừa hiện ra nó kín người luôn anh em ạ. À. Đạn nó bay kín kín màn hình luôn. Thì thôi chứ không chạy thôi chứ nói gì nữa. Anh em muốn ở lại làm gì? Muốn ở lại solo hả? À? Trời. Dũng cảm dữ dội vậy sao? Lâu lâu lên đây anh em mà đi chợ cái. Đấy, cho nó qua đi cái gọi là cái sự mà nó đau đớn tục cùng thì tôi bắn nhau đi. Rồi tôi xuống lại tôi đi kiếm tàu rồi nha. Mình đang rất sức bình thường, rất sức nhẹ nhàng, tự nhiên có thằng cha vô chú vào nó bắn tôi. Mà nó bắn mình không, mình bắn nó lại, nó dù hải tặc thì không nói. Bắn nó lại xong viên tàu dí tôi. Thả cái gì thả Sentinel ra dí tôi. Game nhức. Như này. À cái này tôi phải đem theo so vịt module, so vịt data để hết nhà rồi. Không hình như để tàu đúng không? Ờ để hết nhà luôn anh em ạ. Trời giả mang chưa kìa. Cái quái nào tôi. Để hết đồ ở nhà anh em ạ. Lên đây không mua được cái gì. Lâu lâu mới lên đây phát. Cái này thì bán mô đun tàu. Đi chợ tí anh em ạ. Cái này tôi mua hết rồi. Cái này thì tôi có thể scan được là hai cái này mình nhặt tàu là có luôn rồi nè. Hai cái này tôi nhặt tàu là có luôn rồi nè. Nên là cũng không cần nữa. Cái này thì nó nâng thêm khả năng bull 34%. Cái này cũng hay. Bây giờ tụi tôi đi kiếm rocket lăn á. Cái này là cái gì? À cái này là tôi chạy khi mà tôi đang đánh nhau. Không hình như là mình có luôn rồi sao? À, tôi có thể bay được bằng quick menu. À không, không đúng, đúng, đúng anh em mà đang bắn nhau chạy, đang bắn nhau chạy. Mấy cái này tôi cũng nghiên cứu nhiều lắm rồi. Tôi mua sạch hết rồi, cái nào mua được tôi mua hết rồi. Giờ tặng ba cái đồ của ba vẫn. Bây giờ kiếm thêm mấy cái nâng cấp photon canon thôi. Mà cái này thì thôi ra chợ đen mua anh em ạ. Không ra chợ đen thì tôi đi mấy cái space station chứ đây bán đồ cùi lắm. Bán đồ siêu cùi luôn. Đây tôi đổi ít nanai nè nha. Muốn gặp anh Helios với lại chị Artemis. À không, chị Aries. Bọn này nó lọc tiếng, nó lồng tiếng vui nha. Con nào tiếng như nhau. Ui xồi đây nanai 600. À anh bán nhìn bán nhanh gọn khẩn trương anh. Tốc độ đây, có thêm data đây, vui vui nhảy bao nhiêu 103, ít quá ít rồi, tàu tao đâu mất tiêu luôn rồi, luốt bên đây à. Đây tôi xuống đây anh em, xuống đây hồi nãy tôi bị dí chạy tôi mới vô đây chứ anh em, từ tôi xuống chứ em, chờ tí nha em, chờ tí nha. Đây rồi, à thôi. Ok. Rồi giờ biết cái tàu ra cái tàu luôn anh em, mà cái hành tinh nào ra cái hành tinh nào luôn rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm đó là cái hành tinh cái này. Ngay sát luôn. Rồi xuống thôi anh em nha. Đi kiếm coi con tàu này đẹp không. Thực ra thì con tàu này tôi chơi cũng được. Cống hiến. Người chơi hệ cống hiến. Nè, cái trò bay ngược này thú vị phết nha. Cảm giác hay ho vậy. Em coi này. Ôi xồi. Ôi xồi. Lộn ngược lại à. Điều nghệ hả. Cũng xa. Ok, từ đã quét trước đi chứ để. Đâu rồi. Đây. Cái này thì tôi có đủ rồi. Có luôn. Có cả bờ là luôn. Xem nào. Là cái nào? Đây, Harmonic Echo đây. Đi luôn em nhé. Để xem qua đợt này tàu đẹp hay không. Tàu mà xấu thôi tôi đi farm cái chủ khác luôn. À quên nữa, chưa đã tàu nha. Tàu trên người tôi quá trời. Hôm trước mình đã một chiếc rồi. Thì bây giờ chúng ta lấy thêm được một chiếc đấy. Hôm trước mình đã một chiếc thì bây giờ lấy được một chiếc đấy. Cũng không lo. Ôi xồi, Multi-Tool Expansion Slot.
Bữa giờ chưa đi nâng cấp cho cái multi tool nó full chỗ. Đấy, Phan lo chơi cống hiến cho anh em, Phan đi kiếm tàu, đi vô chi các thứ. Thử nghiệm cho anh em những cách này, những cách kia. Story augmentation luôn này. Thành ra là tôi chưa nâng cấp bản thân mình lên được. Cái gì nó bảo đấy? Ta vừa xuống tới nơi lại bảo tôi quái nào? Thôi, này thôi, này em cho em gì thôi, em cho anh. Đây, ui cái súng này súng cũ. Harmonic cell, harmony cell rồi. Thôi mở tiếp em nha. Cái này mình làm cả trăm lần. Cái này mình làm cả trăm lần là có thật luôn nha. Anh em có cảm giác sợi chim nó lắc không anh em? Nãy giờ Nobet anh giật mới gọi là giật lên trời xuống biển luôn anh em ạ. Mà tôi không nghe anh em bảo nào con nào nó giật anh em ạ. Không nghe anh em nào bảo nó bị lag à. Nãy giờ tôi hơi quan ngại luôn ấy, có anh em nào lag không, anh em nói thật đi, có lag không? Kiểu như lâu anh em xem nó giật cái hay như nào đấy. Để tôi biết tôi chỉnh lại nào. Ông mà có con tàu đẹp à, cấp S là tôi tặng cho ông 20k. Ui cái gì đấy chứ. Anh em chuẩn bị 20k đi anh em. Tôi cái gì cho tôi gọi là tôi tìm được cái gọi là cái hệ hành tinh có tàu rồi thì 15 trừ 7 là bằng 2. 15 trừ 7 là bằng 12. Ủa? Hả? Bằng 8. 22 trừ 8 là bằng 14. 14 14. 8 14 4. Ok. 8 14 4. Xem trực tiếp thì lag à, để delay 1 tới 3 giây là ổn à. Thấy à. Vậy là khả năng cao thì vậy là tôi hiểu rồi, vậy là YouTube nó tải lên xong rồi từ từ nó load lại thì anh em sẽ ok hơn đúng không? Tôi quên phép tính rồi anh em ạ, anh em nhớ không là phép tính như thế nào đấy. À không mà không thấy lag à. Anh em ăn chả thấy lag à. Sao thế nhỉ? Anh em chúng ta thử thoát áp vào lại chưa? F5 cho anh em, F5 chưa? F5 phát anh em nhé. Còn không thì như anh em bảo này, anh em lùi lại khoảng tầm 1 tới 3 giây nhá. Khoảng tầm 1 tới 3 giây hoặc là 5 giây để nó đảm bảo là nó tốt hơn. Tôi quên mất số rồi anh em ạ. Từ từ. Tôi tính lại đi. Khổ vách cái đai. 8 10 10 10 14 á. 8 14 4. Ok. Đây. Rồi, 8 14 4. Gì vậy? Radiation protection active gì đấy. À bắt đầu bảo lên rồi. 8 này. 10 14 này. 4 này. Ok. Để xem coi súng là súng gì em nhé. Để biết đâu được nhiều khi ngon cây mình sao. Mở ra có cái module như chổng sao. Đúng không? Đây bảo đây. Ui ôi bây giờ hàng tôi nó mạnh tới cái mức độ mà bảo phóng xạ anh em ạ. Nó giảm còn có 9,9 luôn. C. Mấy cái súng C. Rồi. Thôi hết bảo luôn rồi. Vừa bảo lên phát hết bảo luôn rồi. Ok đi anh em nhá. Để tôi đặt lại cái chỗ xếp ở đây coi. Bây giờ mình có chích lõ rồi anh em nhá. Không phải lo, quan trọng là tàu xấu tàu đẹp thôi. Không phải lo. Hành tinh này thì nói chung là trông cũng đẹp đó này. Cho nên là chắc tôi làm luôn cái bay ngay đây cho nó mượt. Xếp beacon. Ok. Xếp cái luôn cho nó. Gì vậy? Gì vậy? Con này giống như là cái con chim trong Avatar nhờ. Công nhận không? Nhưng mà bị cái nó nhỏ thôi. Nó mà to là giống lắm đấy. Sao nào? Để xem coi là anh Gatech có bị thay thế trong buổi ngày hôm nay không. Ui gần thế. Cắm đầu bay à. Gì đây? Ui đường tăng rồi. Có ai đó nhẹ nhàng vượt qua nơi đây. Đường tăng anh em à. Trông đù lắm. Ui sổ được cái mũi tam giác cái này. Trông cũng đẹp. Đường tăng anh em mà đường tăng. Đây. Xem nào. Ui sổi A anh em ạ. Ôi A lụm cái anh em nha. A lấy cái đi. Rồi tôi tạc lên trên cái space station trên đây. Cái tôi rã cái tàu cái ta xuống ta quét lại. Cái con này nhìn trông đù lắm. Anh em thích con này không? Con này thật ra thì tôi thấy cũng đẹp. Nhưng mà nó giống con đường tăng. Mà hồi đấy anh em bảo con đường tăng nó không đẹp. Con này nó có thêm gai gũng này. Có thêm anten ăn tiết này. Trông nó kiểu to đô vạm vỡ ấy. Trông nó cũng to đô vạm vỡ anh em ạ. Nói chung xài cũng được. Không có nỗi nào. Chúng ta xem nào.
Tao có một cái nhìn khái quát anh em nha. Con này tôi gọi là chó cỏ anh em nha. Chó cỏ. Trông rất rất giống chó anh em ạ. Cái này là hai cái tai nha. Cái này là cái mũi hình tam giác, có hai cái bè bè giống như là hai cái phần môi nè. Đấy, chó cỏ anh em ạ. Trông rất là hình dung anh em nha, rất là hình dung. Anh thấy không? Nhìn như cái đầu chó. Cái này thì thực ra là giống đầu chó bạc dê anh em ạ, nhưng mà chó bạc dê nào trông đùi như này nên tôi gọi là chó cỏ anh em nha. Đây. Rất sức chó cỏ anh em ạ. Anh em có thích con này không? Thì tôi lấy con này. Đùa, không thích à? Rana, khờ rành không phải vấn đề. Bây giờ rành nó không phải vấn đề. Anh em phải hiểu là bây giờ rành nó không phải là vấn đề. Anh em hiểu không? Kiếm một khác hầm hố bớt đù hơn à. Rồi, để con khác nha. Lấy luôn con này không anh em? Tôi lấy đi. Lấy đi không sao. Tôi lấy đi anh em. Nhanh đấy mà. Nhanh mà lo gì đúng không? Tôi lấy đi. Đưa cái link phải không muốn đọc comment cha, đọc comment của anh em rô hình chỉ có buồn, chỉ có tưởng buồn tới kiệt quệ thôi chứ không có vui, không có vui được một chút nào luôn. Tôi khi là tôi làm cái video đăng lại nè, và tôi đọc cái video của anh em rô hình vào trong cái video đăng lại nè, mà tôi có cảm giác là thôi mình tôi buồn là được rồi. Đừng bắt các anh em xem sợi thì các anh em mà các anh em xem video các anh phải buồn theo anh em. Nhiều khi đọc cảm giác buồn, buồn giá man. Buồn không thể chịu được anh em, buồn. Ai bảo làm streamer tối ngày ngồi chơi game là vui đâu. Buồn chứ có những cái phút mà cái không khí trầm cảm nó lại vang lên ấy. Không từ đâu cả anh em, nó từ viewer của mình thôi. Không từ đâu xa cả anh em. Rất buồn. Đó là thôi anh em, hãy để tôi buồn một mình anh em nha. Anh em comment thấy hết. Anh em comment thấy sạch sẽ chứ phải là không thấy đâu. Nhưng mà đôi khi đọc lên cảm giác nó sẽ lại gây ra cái sự buồn bã các anh em xem lại ấy. Thành ra thôi một mình tôi chịu có nỗi buồn được rồi. À, có thêm cột thứ ba đây. Ok. Ui cái thấy tiền. Thấy tiền ai mà chả vui. Anh em là nói câu đó, cảm giác nó rất là mất cái tinh thần anh em ạ. Thấy tiền ai chả vui anh em. Trời, kể từ khi mà tư bản được sanh ra anh em mà cuộc sống thay đổi cả chứ, quần quay xoay quanh đồng tiền chứ. Tôi gì cái anh em mà tôi xoay quanh nó không phải tiền anh em, mà xoay quanh những gói mì tôm buổi đêm nhá, những gói mì tôm sau khi sờ chim xong. Nhưng mà muốn có mì tôm thì đôi khi cũng phải có tí tư bản anh em, cũng phải bán mình cho tư bản. Thành ra là cuộc sống nó đều quy chung về một mối anh em nhá. Cho nên là cái chuyện mà gọi là buồn vui xui tình bạn ấy thì trước mắt là nó phải là tiền chút nữa. Nào, cắn tao đi, tôi quay là tôi gõ vô cái đầu bây giờ. Ok. Ở đây hướng này luôn. Cái này thì xa, cái kia thì gần. Ok. Tôi lấy luôn chiếc này rồi chúng ta sang hệ hành tinh khác nữa nha. Lại quá trình đi tìm tàu rồi. Thôi không sao. Ui, nhìn tướng búp măng non. Nhìn tướng cái búp măng non. Đây, 6 giây, 5 giây. Con game này thật ra ấy thì cách thiết kế của nó cũng hay đấy, nhưng mà đôi khi nó có những cái chỗ nó tù thật sự anh em. Như mấy cái scan này nó tù quá. Anh đi tìm siêu tàu mẹ ở đâu anh em? Ở đâu? Nó nằm ở đâu? Nó hình thù như thế nào? Nó trông như thế nào? Rồi, tôi lấy nốt chiếc này để chúng ta đi. Đấy, lấy nhanh mà. Lấy xong tôi lên tôi rã tàu cái gì đấy? Cargo scan deflector. Đấy. Tôi nói với anh em mà. Đi scan tàu phải đi lấy tàu đi, biết đâu bất ngờ ở trong nó có nhiều đồ ngon lắm. Cái này nãy tôi mới vừa mua ở trên Anomaly đây. Ui sổ, tôi lấy luôn. Đây. Con này 61 triệu ạ. Ui con mình đầu đấy bảy mấy triệu anh em, mà sau khi vào tay tôi xong về còn có 51. Lời nguyền siêu nhân bạc. Lời nguyền gao bạc anh em ạ. Con này phát 61 triệu. Rồi tôi về tôi lấy cái này ra xong rồi tôi đem tôi đi rã tàu anh em nhá. Ngon phết đi chứ ít đâu. Đâu bay thử coi xem như thế nào. Trông đù thật. Đù lắm. Như cái hộp ấy. Thôi như cái hộp khác.
hộp lắm, hộp lắm, hộp lắm. Thôi thôi, hộp như này thôi. Lấy được mỗi cái này. Cái này tôi có rồi. Hộp lắm anh em, hộp lắm. Như cái hộp cơm này thôi. Về nhà tôi đi ăn cơm cha. Đây, xài được cái này đây. Ngon phết. Cái này như là cái cuối cùng trong cái bộ sưu tầm của tôi đây. Tao còn thiếu mỗi cái này thôi. Ok, đây. Đủ 4 cái anh em nha. Đủ 4 cái. Thôi, đi tôi lên trên Spytation tôi rã tàu phát chúng ta đi tiếp anh em nha. Nhanh đấy mà. Gì vậy? À, cái Anomaly. Trời giật cả mình anh em mà tưởng bộ Sentinel là quay trở lại chứ. Hú hồn hú vía. Quét cái quên. Tí nữa thì quên anh em ạ. Ấn bùn phát rồi đấy. Rồi để tôi quay về tôi quét. Ok ok anh em chờ tí nha, chờ chờ. Đấy. Anh em Nhật Duy anh em ạ, hết sức là cống hiến cho gọi là cho sở streamer. À tôi mới đáp lại cái tinh thần anh em ạ, tôi cứ quên thôi. Không phải tự nhiên là gọi là từng 5 giây đâu. Anh em nhắc thế tôi nhớ ngay. Tôi làm ngay. Ở đây. Chúng ta còn quay được đúng cái chỗ đang có con tàu bị con tàu mẹ bị hư anh em nè. Tàu mẹ bị thì gọi là bị tông xuống đất đây. Chúng to à. Tôi cũng đang hết sức là mong chờ tới cái lúc mà chúng ta mua được con tàu mẹ anh em ạ. À quên, chúng ta mua được rồi chứ nhà. Ờ. Tôi cũng đang trông chờ tới cái lúc mà chúng ta lên được con tàu mẹ, tôi xem ở trong con tàu mẹ nó có cái gì. Nó có cái gì hay ho hay không? Thật. Ui xa đấy. Alien Monolith, chết Alien Monolith thấy có vẻ hơi không được rồi. Cứ đi thử xem sao nha. Nào. Mấy con gì đấy né né tao ra nha, tao đi tao bay tao đụng vô người, tao bay rồi bay bắn tao đi á. Ơ gì vậy? Ở đây khu chợ. Ở đây có khu chợ ngay đây luôn mà. Làm luôn cái bay ngay đây cả nhà. Ô anh em. Từ từ đã. Tôi set luôn cái bay ngay đây cả. Mấy mốt có gì tôi lên đây tôi farm. Đây ngay khu chợ luôn. Đúng sờ mốt luôn ạ. À. Cái chợ này màu tím tím bạc bạc như này trông đẹp phết rồi này. Thôi làm luôn cái bay ngay đây nha. Khu này cũng vui anh em mà cũng đông vui. Đấy. Cũng có khá nhiều Radiant Shark đây. Có cái bể ở tôi luôn này. Trời ơi cái gì có cái mái nhà sẵn luôn thì thôi chứ. Hết bài anh em ạ. Có sẵn cái mái nhà ở đây luôn. Đã chưa. Ok. Làm một cái Chromatic Metal rồi xong tới công chuyện rồi. Để hết nhà rồi. Chán chưa. Chán chưa. Tôi còn chưa mở được cái. À đây, cái này là cái Super Cha đây. Tôi còn chưa mở được cái máy refine trên người mình anh em ạ. Hồi đấy tôi nhớ là tôi nhìn thấy ở đâu nhanh lắm nhưng mà. Hay là ở bên Multitool ta. Tôi nhớ là mình làm được cái máy refiner ngay trên người mình luôn ấy. Mọi thứ nó dễ hẳn ấy. Bây giờ mỗi lần đi làm cái gì đâu. Mệt mỏi thế nhờ. Em chờ tí nhá. Tôi làm nhẹ cái bay cái rồi. Tôi cút anh em ạ. Tôi vẫn đang thường hay có cái hy vọng là chúng ta làm được cái bay trên mấy cái hành tinh lạ lạ này. Hành tinh Dissonant này. Để mà tôi còn có thể là sau này tôi farm tàu này. Hoặc là có thể là sau này tôi tôi gọi là tôi cần Radiant Shark thì chúng ta có chỗ chúng ta đang ngay. Rồi, nhiều lắm. Muốn có ngay thôi. Hello chị Mánh nha luôn em. Hãy cho gì vậy? Carbon. Carbon. Cái này cho muối à. Nào cái lúc tao đang cần cái gì thì mày cho làm ơn cho tao cái đấy nha. Red Dirt. Đúng rồi. Tao đang cần cái gì thì làm ơn cho tao cái đấy đi à. Cứ cho tao mấy cái tầm bậy tầm bạ nữa. Tao rất mệt. Rất nhiều carbon. Rất là nhiều carbon. Ui dồi bây giờ ngồi đào như thế này nhớ lại về những thời xưa cũ anh em nhé.
nhớ lại về những thời xưa cũ, rồi bục mặt cả Đào. Đào 1 tiếng 3 phút đồng hồ vô đủ làm đúng cái gọi là cái nhà. Nhớ về thời xưa cũ và cả lờ. Cái NaCl này, tôi có cảm giác là về sau này nếu mà mình refine nó có thể ra được sodium, có lại chlorine. Hai cái này đem bán cũng ok lắm ấy. Nào, metal đây, refiner. Ừ, mình đâu có đồng đâu mà mình lấy cái refiner làm cái gì Tân ha. Cái đạch. Anh gì ơi, có nào bán chromatic metal mấy anh? Em bực mấy anh ạ. Cái này là cái gì? Uranium. Mà lấy đó mình ăn luôn đi nha. Tự nhiên cái hành tinh đâu ra có quặng uranium nằm trên trên trời à. Anh ơi, anh có bán chromatic metal mà anh cho em hỏi cái, cho em mua cái. Em khổ quá mà. Em làm cho đã vô trong người em không có miếng đồng nào. Nào, anh không bán luôn. Anh không bán cơ mờ luôn. Không bán luôn. Dã man. Dã man chưa. Không bán luôn. Anh bảo chú mày muốn mua thì chú mày đi chỗ khác. Anh không bán. Anh ơi, đừng bảo em anh không có luôn nha. Không thể cái hành tinh nào nó nghèo đến vậy anh này. Nhìn anh như những gọi là những chiến thần như thế này, vai u tịch bắp. Anh không có luôn. Nó lại quay về vòng lặp anh em nhé. Tôi đi kiếm đồng anh em ạ. À đây. Anh ơi, anh phải có đúng không anh? Em nghĩ là anh có. Hãy nói với em là anh có đi anh. Em tin anh. Em tin anh. Anh không có cả. Anh bắn vàng anh em ạ. Anh hút luôn đi anh. Nói chuyện nhanh nhất cái đầu phải cái đó. Uranium. Mày nhìn tao có giống cần uranium không em? Để cái quặng uranium gần gần làm cái trò gì biết. Không biết làm cái trò gì. Đây. Mày quá. Để em chờ tí anh em nha. Cái này thật ra thì anh em có thể nói là vô chi đấy nhưng mà. Cái gì này? Ăn động trông ghê vậy đó. Em phải nói tôi là vô chi đấy nhưng mà thật ra thì tôi đang đi nâng cấp bản thân đó anh em ạ. Nha. Có những cái bước như thế này này thì về sau chúng ta chơi nó mới hay được. Cái gì vậy? Gì vậy? Này là gì vậy? Thằng nào đấy? Này là cái gì đấy? Cái gì thế này? Ánh sáng kia từ đâu ra đấy? What the fuck? Bóng vô chi à? Bóng vô chi anh em? Đâu, ôi trời. Đổ cái quặng đồng đây nhìn màu đẹp thế. Em chờ tí nhá. Chúng ta lại quay lại với lại công việc khai khoáng anh em. Hello Nhung Hồ nhá. Đào nhanh. Đào nhanh. Rất nhanh rồi, rất nhanh rồi. Hứa. Hồi nãy tôi nhớ là tôi cần có 30 cái chromatic metal à. Thành ra là nhanh lắm. Tôi chả nhớ tỷ lệ là bao nhiêu đâu anh em mà. Nhưng mà thôi cứ nhanh đi cho anh em an tâm. Đào lên khoảng 300 đi nè. 300 đi. Rồi tôi biến anh em. Tôi thật với anh em chứ chơi con game này là anh em phải miếng này miếng kia xíu. Miếng A xíu, miếng B xíu. Miếng C miếng. Đấy. Chứ anh em mà cứ tập trung anh em chấu đầu. Anh em chơi có một cái không hồi anh em chán nhanh lắm. Chứ tôi này tôi tìm xong tàu nè. Thế tôi vô chi chưa? Ở miếng này xíu, miếng kia xíu, tốn thời gian xíu. Đó. Có nhiệm vụ chính, nhiệm vụ phụ. Mấy game thế giới mở là thế mà. Anh em phải cái này xíu, kia xíu. Chứ anh em cắm đầu, anh em làm nhiệm vụ chính không. Hồi end game sớm á. Chơi nó chán. Người ta thiết kế ra những cái nhiệm vụ phụ cho mình chơi. Thì mình nên quý trọng công sức nhà làm game. Cũng nên cái này xíu, kia xíu.
Thôi, để đỡ mất thời gian, Bill còn mở nó cái bay ra đây luôn đi cho nó nhanh. À quên, tôi để cái máy reply trong đây. Khó chịu thiệt chứ. Em cho tôi hỏi là cái mua cái máy reply ở trên lưng tôi là chỗ nào đấy, sao tự nhiên tôi quên ngang anh em ạ. Tự nhiên tôi quên ngang luôn á. Tôi nhớ là có mà ta. Tự nhiên quên ngang thật. Làm xong nhiệm vụ chính vẫn chơi được mà. Ừ, lúc đấy thì không ai xem nữa nên. Anh em cứ tưởng tượng nha, nó sẽ là một cái quang cảnh anh em ạ. Tôi vào đầu sợi chim, tôi vô chi tới bút cuối buổi sợi chim. Cứ cái này xí cái kia xí, nó không vào cái nhiệm vụ chính được ấy. Nó không có cái trọng tâm ấy. Thế lúc đấy là kiểu như anh em mà chúng ta kiểu chúng ta bị thích No Man's Sky quá, chúng ta kiểu ngồi chúng ta nghe tôi nói chuyện về No Man's Sky cho nó vui ấy. Thì được anh em ạ, chứ còn anh em tập trung vào mục tiêu chính vào đấy thấy tôi cứ đi bên này xíu bên kia xíu anh em. Vô chi. Cái này là tỷ lệ 2-1. Ok. Đây, vô chi đây, ngồi nhìn. Rất nhìn, rất nhìn. Ok. Rồi. Nào. Làm luôn cái bài ngay đây cả, tôi lưu lại khoảnh khắc nha. Tôi tung ký ức. Picker Base. Ok, chỗ này tôi sẽ ghi là khu đào coi. Ở kia thì là nhà xí. Tôi làm ra một cái bay là tôi xài chính là cái nhà xí. Còn có 2-3 cái bay xung quanh cái nhà xí chả để làm cái deck gì, nhưng mà tôi vẫn gắn bay ở chảy anh em. Lạ lùng. Hồi đấy chứ có anh em là bảo tôi là ông cứ bay mỗi hành tinh ông đặt một cái bay đi. Kiểu gì sau này cũng cần. Cần đấy. Cần dữ chưa? Cần thiệt chưa? Cần lắm chưa? Đặt 3-4 cái bay xung quanh anh em. Chả để làm cái gì bị cho rối thêm hình. Khu đao coi. Ok. Thôi để hình này được, hình này đẹp. Đi anh em nhá. Đây tôi kiếm cho ra thêm quả tàu khác, anh em lại donate tôi thêm 20k anh em. Cái gì cái chứ, ăn mì xong rồi chúng ta còn ăn thêm nhiều thứ khác anh em. Còn ăn mì xong thì còn phải mua xà bông rửa chén. Còn phải gọi là mua thêm muỗng đũa bát đĩa đấy. Ừ. Ăn xong phải rửa miệng rửa mồm. Có thể là ăn xong mồ hôi ra nhiều được phải tắm à. Mua thêm xà bông. Trả thêm tiền nước, tiền điện, sờ chim à. Thành ra là cái gì mà tôi cống hiến mà nó ra anh em donate tôi rồi tôi hằng hái lắm. Thế nào. Ủa mình như mình nhớ là mình đi đến những cái khu này để mình đi kiếm cái gì hả ta. Mình đi kiếm nguyên liệu mình bỏ vô tàu. À tôi đi quét cái trụ. Ai đây đây, tôi không quên đâu anh em ạ, tôi không quên đâu. Anh em yên tâm, tôi không quên đâu anh em, tôi không quên đâu anh em ạ. Không quên đâu anh em nhá, không quên đâu. Không quên đâu. Khổ. Nhá, tôi không phải tôi chế ra cái tên đâu anh em ạ, tôi không chế ra đâu nhá. Nó là tầng 5 giây thật đấy. Tôi không đùa đâu. Hoàn toàn là không chế anh em nhá. Rồi đi thôi. Ôi, 1 phút ra. Cho tao boost cái được không? Cho tao boost cái được không? Còn phải lên Space Station rã tàu nữa này. À, rã tàu thì phải đổi tàu trước. Mà nó không cho mình rã tàu trong menu nhỉ? Bọn này làm nhiều khi ngu. Bực thế nhỉ? Con game này. À đây, cái bay của tôi đây. Ủa, phải không vậy? Ôi! Chỗ đó chơi có cái khác luôn nè. Có cái khác luôn anh em ạ, giả mang 2-3 cái ấy luôn, 2-3 cái chợ luôn. Lên trên rồi bút ra, nhưng mà bút cái là lớn. Nó vậy á, bút cái lớn. Nguyên liệu thì hết rồi anh em ạ. Sợi chim thì qua được 2/3 buổi rồi. Buồn. Ôi, trời ơi, cái gì thế này? Thằng nào xây nhà mà thằng nào xây nhà khó chịu thế nha. Trời, 2-3 cái khu luôn này. Cắm thẳng mặt vào, đứng y luôn anh em ạ. Nào xây nhà khó chịu thế nha, anten làm bằng cái gì đây? Vibranium à. Trong cái bật cái đứng y luôn. Giả mang. Nào xây nhà chơi, xây nhà hợp kim gì đấy.
khó chịu vậy chứ. Anh cái này mà đơ cả người. À cái này là cái hồi nãy tôi đi dò tàu này. Mấy cái mà đi dò tàu ấy nó cũng giống giống thế này mà. Không khác. Sếp à? À ừ, sếp. Ôi tôi chết rồi, tôi để cái sếp ở đâu đấy rồi. Tôi lại quên cái sếp ở chỗ cái gì Villa Đà Lạt anh em ạ. Từ từ nhá, để làm lại cái sếp khác. Đó 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 đó, đó. Tao đang làm chuyện của tao nha, cái thằng drone nha. Rồi ok. Lên. Nào lên. Legacy of Nightwing. Ra Viking Luang à lầu vô canh xà. Yu Song Xuân Chung Yang Bing Ching Ching Yua En Song. A small terrifying creature image emerge from a monoglyph and runs between legs. I heard the noise of an action hunt, a house of a pack animals in person, and a thunder purse. Warriors on the vast beast charge through the rock. And amidst the chaos, one sees me staring. It raised its facial tendrils in greeting, barks a few words, and swings a blade weapon down towards me. Ok, nó bảo tôi là nó nhìn thấy một cái quang cảnh là có những chiến binh đang dí nhau với lại những con thú anh em ạ, nhá. Xuyên qua những cái gọi là những cái khu đá anh em. À, và tự nhiên đang dí nhau, nó thấy tôi, nó lại quay qua, nó nhìn tôi và đưa tôi một cái lưỡi kiếm anh em. Không, vung cái lưỡi kiếm phía tôi sẽ có hai sự lựa chọn. Một là tôi cầm vũ khí, hai là tôi né. Tôi bắt đầu nghĩ là chúng ta nên cầm vào cái kiếm anh em. Cái này nó giống nó có thể nó là một cái tư duy ngược, một cái tư duy ngược anh em ạ. Thay vì là thanh niên kia vung kiếm tôi né, nhưng mà cái này là hình ảnh ảo ảnh anh em ạ, nó sẽ có thông về cái đợt quá khứ gì đây. Cho nên khả năng cao là tôi nên đưa tay ra tôi cầm cái kiếm anh em ạ. Mặc dù cho là nó có khả năng cao là cái tay rước làm đôi nhá. Có khả năng cao là tôi sẽ không cầm được đủ muỗng gì nữa anh em nhá. Có khả năng cao là về sau này tôi sẽ nói với con cháu là hồi đấy khi mà còn có tay thì ông thường làm như thế này. Ông sẽ chụp cái kiếm lại. Đấy là dạng dạng là như thế. Thế anh em cho tôi là chọn cái nào đây? Theo anh em là tôi nên chọn cái nào đây? Chọn cầm kiếm để rớt tay xuống hay là chọn né? Né cảm giác nó không tạo ra cái sự gì đấy nó sâu vào trong gọi là trong cái gọi là cái nhân khẩu học anh em ạ. Khả năng cao là chúng ta nên cầm, nó sẽ cảm giác nó gợi lên chúng ta một cái điều gì đấy nó khác biệt hơn. Cầm nhá, nó sẽ giống như chúng ta liên kết lại với lại cái quá khứ. Cầm từ hồi còn tay à, cái gọi là cái mộng tưởng hoàn toàn biến mất anh em ạ, nhưng mà cái cây kiếm vẫn còn nguyên. Nó trở thành một cái upgrade cho cái multi-tool của tôi. Ngon. Nhưng mà vẫn chưa có tàu anh em ạ. Ui. Ui thưa quá, nó cho mình cả súng mà. Ui. Class B anh em ạ. Trời ơi, tí rồi đứt tay nhưng mà đổi được Class B. Nha. Được cái Advanced Mining Laser nha. Cũng ngon. Tính là cũng ngon. Nhưng mà cái này thì về sửa chối chết. Vâng. Ừ, chịu thôi em ạ, cái này nó như nó cho tôi thêm đồ thôi, cái này là kiểu như nó cho mình ngẫu nhiên á. Mày con chịu mấy à? Được cái nó có cái này. Nhưng mà cái này thì có rồi. À, Van Mining, Mining Speed 15 này, tôi có rồi. Thôi anh em nhá. Ta từ chối thôi chứ không đổi được anh em ạ. Bây giờ nó bắt mình đổi luôn, nó không cho mình lấy nữa. Tôi từ chối anh em nhá. Anh chọn lại đi, chọn lại là sai. Tôi còn học được cái chữ này. Chọn lại là sai nha. Gì đây? Locate a bottle. Ê, cái này mà tôi có cái Viking Dagger nhá, là hình như là tôi tìm ra được một cái cổng đấy đấy anh em ạ. Từ từ. Bây giờ tôi về lại khu chợ này, tôi lấy lại, tôi mua một cái Viking Dagger từ cái bọn kia. Sau tôi quay lại nhá.
Tôi đã cái này nó có vấn đề đấy đây này. Có nha. Nó có cái gì đấy này mà, nó có cái gì đấy đấy. Từ từ. Làm cái thumbnail cái chứ. Tìm được cổng là có tàu đúng không? Em chắc chưa? Số cái này vàng khè thế này. Em chắc là tìm được cổng là có tàu chưa? Chắc nhá. Có tàu không? Chắc cũ không? 100% không? Rồi. Tôi để cái xếp ở đây này. Làm ơn là phước đừng. Mai mốt quay lại đây nhớ, anh em nhớ nhắc tôi nhá. Mai mốt quay lại đây nhớ nhắc tôi là nhớ lấy cái này lên nhá. Tôi làm cũng chục cái này rồi đấy. Anh em nhớ nhắc nhá. Không tôi lại quên đấy. Tôi làm chừng chục cái rồi ít đâu. Thử nhá. Quay lại khu chợ. Tôi đi mua cái dao găm của bọn này cái. Có khi là có đấy anh em, có khi là có đấy. Mình sẽ có được một con tàu khác đấy anh em ạ. Khá là hay đấy. Đây nhà tôi đây. Về nhá. Cũng gần thôi. À cái này chưa? Giống như cái lúc anh em tìm được tàu chưa? Giống chưa? Hay là cái cổng này là còn vài bước nữa. Sau cái cổng này là có tàu chưa? Nào thử nhá. Sau này cần cái cổng này nhiều à. Nhưng mà cái cổng này có tàu chưa hay là cái cổng này nó cho mình cái gì? Vậy là tôi chọn đúng rồi đấy chứ không phải chọn sai đâu. Cái pha đấy mà né thôi thì tôi thật anh em kiểu như à, mình đang có cử chỉ lịch thiệp mà thằng này tưởng đánh nhau à. Là né à. Thì ra thằng này chỉ mang một mục đích thôi anh em, mà tới đây đánh nhau. Mình chỉ mới vung kiếm sụt qua đầu nó. Chưa đứt đầu. Thế mà thằng này đã gọi là đã né rồi. Vậy là không có hòa khí. Không có nam nhi đại trưởng phu, không có dám chụp cái kiếm lại. Là một cái người mà gọi là một cái người đờn ông anh em, đầu đội quần chiến đập cức. Là khi người ta vung kiếm tới đầu mình là mình phải chụp cái kiếm lại nhá. Thì người ta mới nể được. Anh em hiểu không? Phải đưa tay lên chụp anh em, chụp cái kiếm chứ không có né, không có đỡ luôn. Không có đỡ luôn anh em ạ. Nhá. Phải chụp cái kiếm lại người ta mới gọi là một đấng nam nhi. Người ta mới gọi là một đấng anh hùng nha, một đấng gọi là kinh bang tế thế nha. Phải chụp cái kiếm lại. Rồi về sau này có thể là nói với lại con cháu là từ khi còn có tay thì ông thường hay làm như thế này, làm như thế kia. Nhưng mà phải chụp cái kiếm lại cho tôi nha. Game làm ảo ma không có chịu được. Còn bày cho mình cái trò chụp kiếm chứ. Đôi khi tôi chịu với lại cái cơ cấu đậu tàu của game luôn. Đã mà. Nào, xuống xe. Rồi xong luôn. Cái chợ dư cái chùa bà đanh luôn. Đây, anh ơi. Nhanh, khẩn chưa anh ơi, đậu anh ơi. Lại anh ơi. Em tới lắm rồi. Anh ơi, xuống. Đúng rồi, quay mặt ở đây anh. Nói chuyện cái coi. I offer a chay. Đây rồi. Mua mấy cái giờ nhà. Mua hết. Ủa nhiều tiền mà. Hồi ở nhà tôi còn nhiều lắm anh em mà. Có gì ta le vậy. Mua cái thôi. Giàu chứ không có bị khùng. Tự hỏi coi tàu này. Không mà tàu xấu lắm. Đồ cái này như con rồng này. Con rồng này bị thoát khớp đi đệm anh em ạ. Nha. Như con rồng anh em mà. Cái cổ nhìn Sida này. Con này bị đau cổ kinh niên. Cổ không quẹo à. Chắc chạy deadline nhiều. Đây. Ủa sao nhiều ngôi sao vậy? Ủa cái này hay là ơi sao nhiều ngôi sao vậy? Cái nào ý? Cái này bao xa? Ủa coi cắm sao tầm bậy tầm bạ giờ không biết đi đâu rồi. Bảy tiếng cái này không ta ngồi luôn mù đường còn cắm map tầm bậy tầm bạ nè. Cái này nó không hiện lên bao xa nè ta.
Không, cái này gần nha. Cái này có phút mấy thôi. Ừ, cái này á, cái này anh em, và cái này á có phút mấy à, cái này á. Đi nha. Coi cái cổng anh em nói là cái gì. Đôi khi chơi phải vô tri tí này mà khám phá thêm cốt truyện. Con game này cốt truyện nó nhiều lắm á. Nó nhiều khê lắm á, không phải đùa đâu. Mà tôi bữa giờ tôi chưa có dám đọc. Đọc sợ vào chơi game nó thiếu hấp dẫn. Chơi game người ta tốn công tốn sức. Lại có thêm cái thằng hải tặc rồi. Thôi, kệ đi anh em ạ, chúng ta làm việc lớn. Đâm ba cái thằng vô va vật. Cái gì đây? Đặt bắn nhau nữa. Bắn nhau thôi anh em ạ. Ở sang hải tặc thì không có sợ hải tặc nhá. Đã gọi là mua tàu chiến đấu thì sang tàu đối phải đánh tôi. Nào. Hải với tặc à? Hải với tặc à? Hải với tặc à? Hải với tặc à? Ra nào? Nào. Lớp 1 lên lớp 5 tao còn chưa sợ. Sợ gì lớp 7 nha mày. Tại sao lại? Tại sao lại Sentinel nó rồi? Bọn này điên à. Bọn này điên rồi nên mà lại Sentinel rồi. Cái gì đây? Vẫn hải tặc mà. Tặc bảo kê cái gì? Sentinel bảo kê hải tặc à. Cái gì đây? Ăn hối lộ à. Sentinel bảo kê hải tặc anh em à. Shichibukai thất bủ hải. Thất bủ hải rồi. Chiếu khó thế nè. Thất bủ hải anh em mà thất bủ hải. Cái này có 3 thằng nè. Cái này là tam bủ hải anh em nha. Tam bủ hải. Nào. Ôi xôi ôi. Tam bủ hải à. Tam. Tên lửa mình chưa hồi kịp. Tự nhiên gắn cái laser này vô bắn nhau khó thế nha. Shichibukai này. Tam bủ hải này. Từ từ anh em giờ tí tôi cút đã. Tôi cút đã, tôi cút đã, cút đã. Lo mình làm việc lớn anh em mà. Dăm ba cái thằng với ba vẫn. Thôi. Nào, 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 nhanh. Chạy luôn. Ui, nó đang trước mặt luôn kìa, nó đang trước mặt luôn kìa. Đấy. Nào. Nó còn kéo ngược tôi lại anh em coi kìa. Nó còn kéo ngược mình lại à. Ui, sợ ôi. Thất vũ hải à. Mấy cái chuẩn à. Em thấy chưa? Có tàu ngon cái là cuộc sống nó vô tri liền anh em nhá. Hello anh em VHD nhá. Ui xồi ôi. Ok. Thôi lên đi chơi cho vui thôi chứ đi ra chứ. Chứ gì vô đây làm gì đâu. Thế nữa. Làm thợ săn hải tặc khó mà. Mấy thằng này nó đâu có bị truy nã nhiều đâu. À đúng rồi, nó cũng bị truy nã mà. Nó không bị truy nã, nó là Shichibukai đúng rồi. Nó là tam gọi là cái gì? Thất vũ hải đúng rồi. Xu anh em mà xu. Đáng đi giữa chừng. Khổ. Vừa bắn nó xong quân triều đình kéo ra. Đáng. Chơi chơi hệ quân triều đình này. Đây, bay thôi anh em ạ. Chán không chịu. Rồi 5 phút. Rồi tôi bay lên trên tôi buôn cái này nha. Bắn cảnh sát trước á. Thì cảnh sát nó ra sau mà anh em. Cho tới lúc mà cảnh sát nó ra tới nơi xong rồi tôi gõ đầu mấy thằng này xong rồi. Tôi gõ đầu mấy thằng hải tặc xong rồi anh em ạ. Cái gì cái chứ. Mình là thợ săn hải tặc mà. Ôi giời ơi lố rồi. Con game nó hay bị giật cái lắm. Mà nó giật một cái thôi là lố. Lố thôi rồi luôn á, đó. Đi nha. Bắn chi cho mất thời gian là ừ. Nó bắn mình sao mà không bắn nó được anh em. Tôi chạy vậy là chúng ta tiết kiệm nhất rồi đấy. Nó bắn tôi sao tôi không bắn lại được. Lại bỏ chạy. Tí nhập mã theo em nói à. Ui tôi đang sợ là cái mã của anh em nó khác với lại cái mã của tôi ấy. Em chắc chưa? Em chắc chưa?
Tụt chạm mà mi hốc à? Có phải mỗi mi hốc làm thất vũ hải đâu anh em. Còn đây thằng ngoài kia. Nào. Từ xếp game. Ok. Rồi, tôi bỏ cái Viking Dagger vào đây nhá. Xem nào. Legacy of Navin. Yo. Con này đã gì? Energy Shock Detect Bottle Lily Located. Đâu? Đâu? Bottle gì đâu? 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 Kìa lạ đâu? Đâu anh em ơi, đâu? Đây à, đây là nhà tôi mà. Đâu? À đây đây, đây 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 đây. Ok 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 ok. Lỗi tôi anh em, lỗi tôi. Đây đây đây, đi thử anh em nhá. Hổng quá, ra cái gì đây? Ra cái gì đây? To lắm nha. Cái gì vậy? Đang bay đứng lại. To lắm anh em mà, to lắm. Xuống nhá. Ui cái gì này? Tượng đá khổng lồ à. Giải đá khổng lồ anh em ạ. À. To thế. Ô. Tôi lại gần phát anh em ạ. À. Cái gì đây? Làm tí thumbnail. To lắm. Chìm chóc quá trời này. À. Chụp cái người cho đẹp. Đấy. Từ. Ôi xồi, to. To chưa? Có cái chim chóc nữa này. Ok. Để cái này bây giờ tôi nhập theo anh em nhá. Nhập theo anh em nhá. Ok. Tribute to Aurebius. Nào. Số mấy đây? Ui, nhiều số thế. Nhưng mà cái này thì nó phải cho mình một cái lời giải chứ đúng không? Chứ cứ nhập bậy thế này à. Này nếu như mà tôi không có anh em chỉ thì tôi nhập thế nào được? Đúng không anh em? Tôi không có anh em chỉ tôi nhập thế nào được? Xem chủ đã. Vậy xem chủ nhá. Tôi cũng sợ lắm anh em mà mình lỡ mà nhiều khi là cái chủ của anh em nó khác chủ tôi thì sao? Nhập sai một cái là thôi cút đấy. Hay là xem mấy cái này. Tôi nghĩ là xem mấy cái này đấy. Nó như nhau mà. Cái này nó chả có gì ở đây đây mà. Xem thế nào. Rồi nha, xem chi à. Rồi, để tôi tin anh em nhá. Tôi tin anh em này. Tôi hoàn toàn 100% tin anh em này. Ui, giật cắm mình. Rồi. Đọc luôn đi nè. Đọc đi. Giật luôn. Tôi đâu rồi? Đây, tôi tới rồi đây, nhập luôn. Giật luôn em, sợ gì nữa, bệnh gì cứ. Xếp trước à. Cái xếp để chỗ xa rồi. Bên trái con chim. Nó có số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nè anh em ơi. Anh em ơi. Đó anh em. Bên trái con chim xong mình lộn. Trời ơi. Toát mồ hôi hột liền. Cái gì vậy? Bên trái con chim xong mình lộn. Trời ơi. Ôi. Nãy mà bên trái con chim cái là thành con gì luôn rồi đó. Nghe. Không phải con chim nữa đâu anh em ạ. Bình tĩnh nghe. Chưa biết là mình có mấy lần nhập đâu anh em nha. Bên trái con chim cái mình lộn cái là thua đó. Bên phải con chim. Con chim. Nó có 1, 2, 3, 4, 5 nè anh em nè. Nó có clip 1, clip 2 nè. Em đọc theo cái số được không? Cái con chim, đây nhiều con chim lắm. Đủ thứ chim chóc rồi này. Tôi nhìn thấy 3, 4 con chim rồi đấy. 3. Rồi, 3. Gì này?
Rồi luôn. Phải đi kiếm đồ nữa rồi. Rồi. Và tôi phải gắn cho sao đủ hết cái đống này vô anh em nè. Rồi 100. Ở anh em chờ tôi tí nha. Tôi đi khai thác thêm khoáng sản nữa anh em ạ. Ơi. 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 Mỗi một cái này là một nguyên liệu khác nhau ấy. Anh em coi nè. Earth element, stellar material, organic element, catalytic element. Ôi tôi xong rồi. Thôi bây giờ dày đi, anh em đọc số đi. Em đọc đúng 3 số đi. Xong rồi chúng ta ghi lại xem là chúng ta phải đi tìm cái gì. Anh em đọc đúng 3 số đi. Tôi chọn xong. Mà mấy số vậy? 3-1 hả? Chắc 1 chưa? 1 nha. Carbon, có carbon. Chắc 1 chưa? Hay là lộn? Mười. Mười hai số anh em ạ. Ừ. Hôm sau chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn, chơi luôn. Số 1 nha. 1 nha. Ok, 1. Chắc 1 chưa? 1 nha. Tôi sợ sai lắm anh em à. Nếu mà sai một cái thôi là vô chi thêm bữa nữa đó. Né ra cho nhìn nè. Đâu né ra cho nhìn là sao? Né ra cho nhìn là sao? Nè. Nó nè. Ê. Ê. Ê, tôi bỏ được 4 số khác nhau nè. Ê. Cái này nó phải có một cái gì đấy nó manh mối chứ nhờ. Rồi nạp số 1 nhá. Ok. Không hối hận nhá. Ui xôi. Rồi. Số mấy nữa? Tôi nghĩ là trên người tôi có đủ á. Không thiếu đâu, thiếu đi lấy thôi, cái gì đâu mà hơi vô chi tí thôi. Không mấy anh em đọc luôn 12 số theo thứ tự luôn đi anh em. Anh em ghi vô một dòng ấy. Chứ tôi với anh em như vậy là mệt đó nha. Anh em cũng mệt mà tôi cũng mệt đó. Cứ số 3 hay xong rồi anh em chắc chưa, xong rồi số 1 xong anh em chắc chưa. Thế này thì nó cũng hơi hơi nhức cái đầu ạ. Thế lên em bình nhé, lên em. Số mấy nữa nè? Số mấy nữa? Hay để tôi đi vòng vòng tôi có manh mối nha. Tại biết thêm được chút anh em. Còn chừng nào anh em, có thể là anh em đang xem YouTube hay là anh em đang đọc hướng dẫn đâu đấy. Chừng nào ra số cái anh em nói tôi nha. Để tôi ra tôi nhập nha. Tôi nghĩ là mấy cái cột này này. Nhưng mà tôi cũng nghĩ là không phải mấy cái cột này đâu. Ê. Ê, mày gục xuống rồi. À, vẫn còn nha. Ê, tính ra tôi nhớ không nhầm thì cái bể đá này tôi đã từng thấy ở đâu đấy rồi. Không, nhìn lại mà quen nha, hình như là cái hồi mà mấy buổi sờ chim đầu tiên ấy, tôi đã đi tìm được đá này bằng một cách nào đấy nè. Nó nằm ở quê nhà chủ nhà xí luôn á. Chụp màn hình phía kia. Đây tôi chụp cho. Rồi, chụp đi anh em. Ủa nó có số mà. Chụp chưa? Chụp đi nha. Hay là tôi nghĩ là chúng ta cứ nạp hết đi. Kiểu gì cũng được. Đúng không? Cái này mỗi cái này nó có số rồi này, em coi nè, nó có số ở trên người đó này. 13, 12, 11 này. Em tôi có nạp hết đi nhờ.
Ví dụ mà mình mới chơi mình không biết gì hết thì mình nạp hết đi chứ. Chứ biết đường đâu mà lần. Vô ra số mấy chưa? Ủa cái này không leo được nha. Bọn này làm game chiếu khó thế nhỉ. Ra số mấy chưa anh em? Nó phải có một cái gì đấy trên đây. Cái này thế được. Tôi nghĩ là phải nạp hết đấy. Nạp hết xong không chạy rồi tính sao? Thì thôi chứ giờ. Chứ giờ biết sao? Chứ như này thì vô chi quá. Nói hôm nay đi kiếm tàu rồi mà chưa ra con tàu luôn. Ra chưa anh em, ra kết quả chưa? Tôi còn có 3 phút sờ chim thôi đấy. Ra kết quả chưa? Quản gì này? Soi đi u. Cũng được. Tranh thủ lúc anh em đang chúng ta đang suy nghĩ nhá, để tôi đi vô chi cái. Tiếng gì ghê vậy bay? Cái cây của vậy thôi mà có tiếng ghê vậy. Đây có thêm muối đây này. Mã này rồi, đây 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 đây, đây, đây. Mã về, mã về, mã về. Số về nè mà, số về, số về, số về rồi, số về rồi. Cái này là 10 giờ 15 chứ không phải 4 giờ rưỡi chiều anh em mà, nhưng mà tôi cậy số này cũng ngon. Đâu, vô số đi nè. Tôi cài sẵn số da rồi, anh em đọc số phát tôi chạy về luôn nè. Đâu anh em? Ôi, anh em mã nè, xong anh em đâu rồi? Anh em ơi, anh em còn ở đó không anh em? Chúng ta còn ở đó không ta? Gì 95 lại bảo rồi anh em ơi, chúng ta còn đó không anh em ơi? Anh em đâu rồi? Rồi tôi lại vô chi rồi anh em ạ. Thôi đào thêm cái quặng này cũng được. Ơi vậy bà, anh em ơi, anh em đâu rồi? Kìa kìa nào, số 5 và số 9 nè, hay là sao? Thế quái nào anh em? Nhật Duy là người bảo cút nè, nhưng mà anh em vi phạm là người comment 5,9 là thế quái nào? Hai anh em là gọi là có liên kết tâm linh nè hay như nào đấy? Thấy không á? Thấy đâu? Có gì đâu? Có ai thấy đâu? Không ai thấy gì hết anh em ạ. Tôi cũng đang ngờ ngợ là anh em vi phạm với anh em Nhật Duy là có liên kết tâm linh gì đấy anh em ạ. Cái gì đấy? Không thấy anh em nha. Em gửi chưa? Ôi thế lỗi rồi. Ừ, cái thằng YouTube này có làm cái comment người ta gắn cái gì vào đấy thì cứ cho nó lên đi. Có phải gắn lên xẻ vào đấy đâu mà. Đâu cốt đâu có thấy đâu. Ôi giáp tuột, giáp tuột nha, giáp tuột nha. Quên gắn cái này lại. Comment của anh em phải là người tà râm mới thấy được ở cũng có khi. Nhưng mà kênh tôi toàn là quỷ theo sau không mà thấy quái nào không ai thấy được nhờ. Nghe hơi ngược anh em ạ. Đây là người đã đích rồi, tôi có thấy đâu nè. Anh em đâu thấy đâu. À đây 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 đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi, nó hiện rồi, đây mà nó hiện về, số về, số về, số về. Trời tôi thật với anh em nha. Anh em nào mà tao biết nha, tầm chiều chiều anh em mà nhảy lên dãy số dò liền cái chứ, dò vội chứ. Rồi, 3, 1, 19. Ôi. Anh em đừng comment anh em nhá, anh em để yên cho tôi đọc số này. Kênh chat có chút xíu à anh em ạ, có mấy người à, thành ra dễ lắm. 3 1 xong rồi, 10
10 sodium hả? 10 9 Ê ê ê 7 à 9 đây 9 rồi 9 16 phải không? 16 ok. Ủa Stella Material đây. Rồi, ủa đâu ra mình có mấy cái này hay vậy ta? 16 11 10 đâu rồi? 11 11 11 rồi 2. Ủa cái gì thứ tự gì kỳ vậy? 2 phải là đúng thứ tự luôn à hay là 2 7 7 7 nè tao nghe bên tai tao cái thằng drone mày đang làm trời đấy 7 ui dễ thiếu nguyên liệu lắm nha 7 10 ủa ê sao lại có hai cái 10 nha giỏi xong luôn em ạ. Vậy là phải nạp hết rồi. Là sao từ từ ở đâu đó cũng hơi có mùi gùa lạ ấy. Cảm giác là khoảng 30 phút đổ lại đây là cái mùi gùa lạ nó tăng lên cao lắm anh em ạ. Nó tăng lên cao lắm. Nó lại quay về số 10, nó lại quay về số 2 phát nữa này. Ờ, sao nó lại có thể 2 số 10 và 2 số 2 anh em ạ. Nạp đại 12 cái là được à. Phải không? Bây giờ nạp số mấy nữa? Bây giờ anh em cho tôi 2 số đi. Tôi còn có 2 số à. Anh em cho tôi để tôi nạp. Bậy bà anh em bảo tôi nạp sai nữa. Không, cái này cái cách tìm tàu thấy hơi nhức đầu rồi đó. Cho nên là hôm nay là hôm cuối cùng tôi tìm tàu tôi cách này đấy anh em ạ. Nó nhức đầu quá. Cái nào anh em chọn đi nào. Cho tôi hai con số cuối đi nào. Cái gì đấy? 5. Rồi, 5. Không chần chờ suy nghĩ làm gì. 5 luôn. Một con số nữa nào. Số máy gì ra, gì ra con máy. Con máy gì đây. Thôi nạp hết đi. 63 sao tôi lỡ đạp số 5 mà kệ hết luôn nha 13 rồi nạp mã đó mới dịch chuyển qua hành tinh khác được à tôi thấy cái mã đó nó có số lặp lại tôi thấy nó hơi kỳ anh em thôi tôi nạp hết cho rồi. Ê sao cái này tôi nạp ngoài nó không hết này. Nó qua này, cái cách Mium với Emerald tôi nạp qua nó không tuột này. Ở đây này. Ôi trời nạp hết. Nạp. Nạp hết. Activate bottle. Enter C1. Đây bây giờ mới là đọc code rồi này. Phải không? Cái gì này? Rồi cái gì nữa đây? Cái gì đây? Cái gì thế này? Hình như tôi phải hỏi vị trí. Request this planet address là sao? Ôi xôi ôi. Ôi xôi ôi. Khủng long, chim, khủng long. Cái này là cái gì thế này? Quả cam. Tự nhiên có cái chấm ở giữa. Quả cam có dán cái tem lên em ạ. Khủng long, anh em luôn lại giúp tôi cái. Tôi chụp cái. Nó nhức cái đầu nhẹ rồi đó. Ừ. Lố giờ sợ chim mày nghe. Nghe cái cổng này nghe. Bây giờ mày hành gọi là anh em viewer với lại tao hơi nhiều đấy. Nghe.
Tao tìm tàu kiểu kia tao ra được mấy chục chiếc rồi. Rồi ok, để tôi thử nhập theo cái này nhá. Nào. Ủa? Ủa luôn? Gì vậy? À phải ở trong đây mà. Vẫn không được luôn anh em ạ. Là sao? Không ấn được. Bấm vô cột để nhập á. Cột nào như cột nào không bấm được. Cái gì thế này? Rồi tới lúc có cái code rồi mà vẫn chưa được à. Không bấm được anh em ơi. Trời ơi. Thoát ra bấm vô cột rồi không được. Cái vây bò tồi mà nó lại này là như thế nào? Không bấm được. Tra hiện chữ hiện số gì lên cả. Trời ơi. Chịu. Chịu thật rồi. Ôi trời ơi, em coi này. Chả hiểu luôn. Chiêu thu hết sức thu. Cô đi ra thì cục nó lại sụp xuống đấy. Cô đi vào đây thì không được. Đó ơi, cho tao hỏi là mày dân gần đây, cho hỏi là mày xài cái này bao giờ chưa đấy. Tao dân xa xôi vào đây tao không biết xài cái này thế nào mà nó đánh đố tao này. Này xài thế nào? Game làm khó hiểu vách cái đây. Không đúng. Đánh thường cũng được. Bắn laser cũng xong. Là sao? Ừ. Tìm cái bản hình con đó, tìm ở đâu? Ôi bây giờ phải đi tìm cái bản hình mấy con này nữa. Bên này tôi có rồi này nhưng mà chịu ấy. Enter C1. Không được. Không ấn được cái gì cả. Không có cái gì ấn được cả. Ôi thua anh em nhá. Tới bước này nữa là tôi chịu rồi. Phải làm cái gì đây? Ôi trời, ngồi mò vô chi anh em ạ. Cái này như nào? Hay nó có để nhiệm vụ trong đây không? Lóc nè. Cái này là nhiệm vụ chính. Cái này là nhiệm vụ phụ. Cái này là bắn nhau. Cái này là nói chuyện về mấy cái cargo ở trong tàu mẹ. Không, chả có cái gì nó liên quan tới cái đấy cả. Ôi thua anh em nha. Thua. Cái này nó là cái phiến đá gì này. Tôi coi tên coi. Preview to Acrypios. Chụp hình lại cái. Bottle. Không hấn được anh em ạ. Cái này chắc để tôi search lại anh em nha. Chứ cái này tôi chịu đấy, tôi chả hiểu cái này là cái gì đâu. Rồi để hôm sau đi, hôm sau tôi search lại xem nó như thế nào. Chứ tôi cứ ngồi đây còn ngồi nữa, ngồi mãi thôi anh em ạ, cũng không ra được thêm cái gì đâu nha. Chịu. Hôm sau chúng ta tính tiếp. Xếp game ca. À, thôi lên tàu là xếp game. Thua anh em ạ. Cái này thì anh em bảo tôi đi mà chứ còn tôi đâu có tự đi xong mà tôi tự lạc vào đây đâu.
Anh em bảo tôi đi thì tôi nghĩ anh em biết, nhưng mà cái này thì chắc là nhiều khi nó cũng ngoài tầm với của anh em. Chắc là từ từ đi. Thôi, hôm sau chúng ta chơi tiếp anh em nha. Hôm nay chơi đây thôi anh em nha, cũng 10 rưỡi rồi. À chết mẹ, phải đi tìm phiến đá nữa. Úi ôi anh em ơi, vô chi anh em ơi. Rồi, hôm sau đã chơi là phải chơi cho tới, hôm sau đi tìm phiến đá nha. Nhưng mà tìm ở đâu anh em sẵn bài sẵn giúp tôi anh em, sẵn bài kỹ nha anh em nha. Tôi vẫn tin theo lời anh em này. Tôi vẫn chưa tự dò anh em, mà tôi tự dò là nó mất mất hay. Nó mất vui. Cái quan trọng là anh em chỉ tôi anh em nha, anh em nhớ anh em nhật duy này. Tôi đặt hết niềm tin lên anh em nha. Đặt hết niềm tin lên anh em nha, không như anh em rủ hình với anh em vi phạm là chuyên môn lùa gà tôi anh em ạ. À. Tôi đặt hết niềm tin vào trên người anh em nhật duy nha. Hôm sau vào là chúng ta gọi là chúng ta đâm thẳng xuyên thủng nha. Chúng ta chuyển một đường luôn để xem coi nó ra cái gì nha. Rồi. Hôm sau chúng ta lại chi tiếp anh em nha. Nghỉ thôi anh em ạ. À. Bye anh em nha. Bye anh em nha.